xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái vì có ba yếu tố quan trọng hơn để đảm bảo tuổi già an lành quý vị thân mến khi đến tuổi già ta mong muốn điều gì có thể là sự sum họp bên con cháu hoặc hạnh phúc bên bạn đời tuy nhiên không phải lúc nào con cái cũng là một trụ cột đáng tin cậy họ có cuộc sống riêng với những lo toan và quan tâm cá nhân không phải lúc nào cũng dồn hết tâm sức để lo cho cha mẹ vì vậy để có một tuổi già an nhiên và hạnh phúc ta cần tự mình xây dựng những nền tảng vững chắc ba điều sau đây thứ nhất đó là sức khỏe nhiều người cho rằng chỉ cần tích cóp nhiều tài sản thì tuổi già sẽ tự do và sung túc. Nhưng họ quên rằng nếu không có sức khỏe, tài sản cũng trở nên vô nghĩa. Có một câu nói đúng trong mọi trường hợp, có sức khỏe là có tất cả. Thực tế, khi còn trẻ, ta thường mải mê với công việc và quên đi sức khỏe của bản thân. Nhiều người hy sinh sức khỏe để đạt được mọi thứ trước tuổi 60 nhưng sau đó phải đánh đổi mọi thứ để có sức khỏe vì vậy đừng chờ đến khi về già khi xương khớp đau nhức và cơ thể yếu đuối mới quan tâm đến sức khỏe hãy nhớ rằng không có gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh dù có một lượng tài sản khổng lồ khi về già nhưng nếu suốt ngày đau ốm cuộc sống cũng không có ý nghĩa khi về già ta càng phải trân trọng sức khỏe vì tuổi tác càng cao cơ thể càng yếu đi con cái có thể ở bên cạnh để chăm sóc nếu họ hiếu thuận nhưng nếu không may gặp phải con cái bất hiếu hoặc quá bận rộn ta sẽ đối mặt với khó khăn nếu thiếu sức khỏe và khả năng tự chăm sóc bản thân ta sẽ trở thành gánh nặng cho người khác dù là con cái việc trở thành gánh nặng cho chúng là điều không ai mong muốn và không mang lại niềm vui và thoải mái hơn thế nữa việc biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân khi về già cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho con cái và tránh những lo lắng về tương lai sống khỏe mạnh là nhiệm vụ của tuổi già và là cách cha mẹ già chăm sóc cho con cái để đạt được điều này ta cần tìm hiểu cơ thể mình biết những nơi đau những điểm yếu và tuân thủ các nguyên tắc về dinh dưỡng và rèn luyện thể chất bằng việc giữ gìn sức khỏe ta sẽ có cuộc sống giàu ý nghĩa và năng lượng dù có tuổi tác cao đi hãy nhớ rằng cuộc sống hạnh phúc hay buồn bã vui vẻ hay chán trường phần lớn phụ thuộc vào cách suy nghĩ và cách sống của chúng ta tự lạc quan biết tạo cho mình niềm vui và bận rộn với những điều tốt đẹp hàng ngày rèn luyện thể chất để có một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp ta vượt qua tuổi già với năng lượng và sự hài lòng đừng lo lắng về cái chết trước khi nó đến hòa mình vào thiên nhiên và sống một cuộc sống an nhiên hãy hiểu rằng hạnh phúc trong tuổi già không chỉ phụ thuộc vào con cái chăm sóc mà còn phụ thuộc vào cách ta tự chăm sóc bản thân và cách sống tích cực và lạc quan Thứ hai, người bạn đời. Khi bước sang tuổi xế chiều, hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là được chia sẻ niềm vui sự thành công với con cháu. Quan niệm đó chỉ đúng một phần, bởi ở độ tuổi nào con người cũng có những cảm xúc riêng, cũng cần sự yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu từ người bạn đời. Con chăm cha không bằng bà chăm ông đối với những cặp vợ chồng hạnh phúc may mắn có thể cùng đi bên nhau cho tới ngày răng long đầu bạc thì câu này không sai chút nào cái sự chăm ở đây không chỉ là chăm biến ăn giấc ngủ đi đứng lúc tuổi xế chiều mà còn chăm bằng nghĩa vợ chồng bằng sự thấu hiểu tâm lý của nhau những người con có thể mua cho cha mẹ món ăn thật ngon gửi cho họ những món tiền thật lớn nhưng sự chăm sóc ân cần cho nhau thì chỉ có bà với ông. Ông với bà mới là ấm áp hơn cả. Thế nhưng, cũng có những người lại không may mắn khi mất đi người bạn đời đồng hành với mình. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện sau. Vợ mất gần 20 năm. Ông Mạnh ở Hà Nội một mình gả trống nuôi con. Đến khi các con trưởng thành có gia đình riêng, tuổi già ập đến, ông mới thấy hết sự hưu quạnh của tuổi già. Dù có điều kiện kinh tế khá giả, con cháu đề Huệ, nhưng ông vẫn không cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bởi người vợ đã nhiều năm khuất bóng, thế rồi trong những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ dưỡng sinh, ông tình cờ quen bà Huệ, một người cùng cảnh ngộ, và kém ông gần chục tuổi. Qua những buổi trò chuyện, hai người nhận thấy có nhiều điểm chung nên muốn kết duyên cùng nhau để có người bầu bạn và chăm sóc lúc tuổi già. Tuy nhiên, mong muốn này của ông bà lập tức bị con cháu ông Mạnh phản đối kịch liệt, vì cho rằng ở cái tuổi thất thập mà ông còn kết hôn, thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Họ còn tìm mọi cách ngăn cản không cho ông bà gặp nhau, đồng thời ra sức khuyên can bố phải giữ gìn để không gây ảnh hưởng đến con cháu cuộc sống hiện đại khiến cho những người trẻ luôn bị cuốn vào guồng máy bận rộn dễ để cho bố mẹ cô đơn buồn chán thực tế là vậy nhưng đôi khi chính con cháu những người không thể dành thời gian cho bố mẹ lại nhất định phản đối nhu cầu chính đáng về tìm người bạn tâm giao đồng hành khi về già của người cao tuổi cùng với sự cởi mở của xã hội nhu cầu kết hôn kết giao của người cao tuổi cũng góp phần thoáng hơn tuy nhiên suy nghĩ già rồi chỉ cần con cháu là đủ vẫn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người trẻ và vô tình trở thành rào cản cho hạnh phúc cuối đời của cha mẹ già bởi chẳng phải ai cũng may mắn khỏe mạnh bên nhau đến cuối đời có người đi trước để người ở lại một mình với nỗi cô đơn khi tuổi xế chiều dù ở độ tuổi nào thì con người cũng có cảm xúc riêng vì thế dù tuổi cao người cao tuổi vẫn có nhu cầu được yêu thương quan tâm chăm sóc và mong muốn có được hạnh phúc song nhu cầu chính đáng này lại thường gặp phải sự phản đối của con cái như trường hợp của ông mạnh bởi nhiều lý do đầu tiên phải kể đến nguyên nhân về vấn đề kinh tế khi cha hoặc mẹ có thêm một người nữa thì con cái sợ tiền bạc bị tiêu tán ngay cả những đứa con không ham tiền bạc của cha mẹ nhưng nếu tiền bạc bị tiêu tán thì gánh nặng tài chính vẫn sẽ đổ lên đầu họ mặt khác con cái cũng rất sợ sự đàm tiếu của bà con hàng xóm điều đặc biệt là họ rất sợ phải chia sẻ tình cảm việc hai người già đến với nhau kéo theo hai gia đình với số lượng lớn người liên quan sẽ khác hẳn so với hai người trẻ tuổi những người con cần hiểu rằng khi về già cha mẹ sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn nếu chỉ có một mình thì dù ngoài miệng không nói đến lúc đêm hôm yên tĩnh tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng kể cả khi có con cái bầu bạn chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống và có những điều con cái không thể hiểu được cha mẹ vì khoảng cách thế hệ và tuổi tác cho nên con người ta về già tốt nhất là có bạn đời ở bên cạnh ít nhất khi cô đơn còn có một bờ vai để dựa vào khi bồn chán còn có người trò chuyện chia sẻ con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được vì hạnh phúc của mình cũng để không làm phiền đến con cái tốt nhất là có một người bạn đời đồng hành trong những năm tháng tuổi già thứ ba tiền dưỡng già bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đúng vậy tuổi trẻ bạn có sức khỏe và nhiều cơ hội nên dễ dàng xoay sở để duy trì cuộc sống nhưng khi về già điều này sẽ rất khó khăn bởi sức khỏe của bạn không còn bảo đảm để lao động hơn nữa rất dễ ốm đau bệnh tật khiến bạn càng tốn kém tiền bạc tất nhiên một bộ phận người cao tuổi có lương hưu có tiền để dành dụm trong suốt thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng được như vậy với những người không có tài chính tích lũy khi họ về già vì con cái phải lo lắng chi phí sinh hoạt cho cha mẹ là điều không tránh khỏi đặc biệt khi cha mẹ cao tuổi con cái cũng bước vào tuổi trung niên hoặc về hưu khả năng kiếm tiền không còn được như trước không tiếc lời hay người con trai tàn ác thấy cha nằm liệt giường thì liên tục mắng chửi tát vào mặt cha người mẹ cũng già yếu nằm bên cạnh vừa khóc vừa lấy thân thể đỡ cho chồng khỏi những cú đánh của con trai mình những hình ảnh ấy khiến chúng ta vừa đau đớn phẫn nộ vừa xót xa nhưng đó chỉ là bề nổi là những cảnh được vô tình hay cố ý quay lại tung lên mạng trên thực tế còn biết bao cảnh tình như thế người già sống phụ thuộc vào con cái người may mắn để có con hiếu thảo chăm sóc yêu thương cha mẹ, có cháu ngoan ngoãn, hiếu kính ông bà. Nhưng không may mắn, thì một là bị bỏ rơi cô đơn trong căn nhà của con mình, hoặc chịu sự hờn tủi với thái độ không mấy vui vẻ tốt đẹp của con cháu. Thực ra con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, lớn tuổi nhiều bệnh, con cái dốc lòng chăm sóc, sẽ khiến bạn cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ, không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi ít nhiều gì, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cha mẹ thương con chính là khi về già không cần nhờ đến con cái về nuôi mình. Nếu bạn ốm đau bệnh tật mà con cái quá bận rộn không thể chăm sóc thì bạn vẫn có thể thuê người chăm sóc mình nếu có tiền do vậy hãy để dành một khoản tiền dưỡng già bởi đồng tiền chính là sức mạnh là chỗ giữ an toàn của tuổi già quý vị thân mến từ trước đến nay người việt ta vẫn có quan niệm cha mẹ dành cả tuổi trẻ để làm lụng lo lắng cho con cái có con là để trông chờ vào con nuôi dưỡng nhờ cậy trăm năm tuổi già tuy nhiên giờ đây đã có những nhận thức mới về xu hướng sống chuẩn bị cho tuổi già như các nước phát triển được đặt ra bản thân mỗi người nên có sự chuẩn bị cho tuổi già không dồn hết mọi lợi ích cũng như trách nhiệm cho con về sau những sự chuẩn bị ấy bao gồm bảo vệ sức khỏe bản thân chuẩn bị tiền phòng thân khi đau ốm và quan trọng hơn là có người bạn đời để sẻ chia thấu hiểu khi về già đó là ba chỗ dự an toàn vững chắc nhất để có một tuổi già an nhàn hạnh phúc không phụ thuộc vào con cái phần cuối video hôm nay kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc đi tìm hạnh phúc tuổi xế chiều họ đến tòa án bằng các ngả khác nhau bà vợ đi cùng con gái trên chiếc camry mới toanh con gái xinh đẹp mặc toàn đồ hiệu. Bà vợ thì hột xoàn đeo đầy người. Ở tuổi 60 chịu khó đi thẩm mỹ viện nên trông rất sang chảnh. Còn ông chồng, khắc khổ đi chiếc xe máy cũ cả tảng, nhưng vẫn toát lên thần thái của người chìn chu. Đáng mến, đây đã là lần hòa giải thứ ba. Mặc cho cô con gái một mực yêu cầu ba không được ly dị, để nhà chồng cô không coi thường gia đình người đàn ông vẫn nhất quyết ly hôn bà vợ điên lên buông ra đủ những từ ngữ khó nghe nhất cuối cùng người đàn ông xin địa chỉ email của ông thẩm phán để được trình bày cặn kẽ và đây là nguyên văn bức thư ông thẩm phán nhận được vào buổi tối thưa ông trước tiên xin cảm ơn ông đã cho tôi địa chỉ email để tôi có thể kể cho ông nghe câu chuyện cuộc đời mình chuyện vợ chồng tôi thì cũng như bao cặp vợ chồng khác. Lấy nhau từ hồi bao cấp, cùng nhau gây dựng gia đình và nuôi con. Nhưng khác nhau ở chỗ vợ tôi là người rất mạnh mẽ và có ý chí tiến thủ. Khi con trai đầu mới lên 2 tuổi, cô ấy nhất quyết đòi nghỉ làm nhà nước để lập công ty riêng cho cô ấy. Vì nhà cô ấy có rất nhiều mối quan hệ. Thương con còn nhỏ, tôi can ngăn thế nào cũng không được vì vậy tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Cháu từ nhỏ đã không khỏe, trái gió trở trời là viêm phế quản. Những lúc cháu bệnh là tôi thức trắng đêm trông cháu. An làm 5 giờ chiều là hớt hải phóng xe về trường mẫu giáo đón con. Khi cháu lên 10 thì vợ tôi sinh thêm bé gái và vòng quay lại lặp lại. Thức đêm pha sữa, thay tá cho con, chăm con một tay tôi làm hết Vợ tôi kiếm tiền rất giỏi, nhưng cô ấy không chịu thuê người làm, vì sợ thường xuyên đi công tác nên tôi xanh tật. Vừa chăm đứa bé, vừa lo cho đứa lớn nên tôi chẳng còn thời gian để phấn đấu. Tôi phải xin chuyển sang phòng hành chính để không phải nhận dự án, không phải đi công tác. Vì vậy bao nhiêu năm trời lương của tôi cũng chưa đến 10 triệu. Từ khi làm ra rất nhiều tiền, rồi thay căn nhà cấp 4 bằng ngôi nhà 3 tầng và mua xe hơi đời mới nhất, thì thái độ của cô ấy đối với tôi cũng dần dần thay đổi. Đầu tiên là mỗi khi các con đòi mua sắm đồ gì đó, cô ấy bao giờ cũng đay đả. Hỏi ba mày ấy. Và ngay lập tức rút cả sấp tiền ra đưa, rồi cười khẩy. Cầm lấy đi. Chờ ba mày có mà đến Tết Công Ngô ai có tiền thì người ấy có quyền trong mắt lũ trẻ tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh mẹ chúng tất cả mọi chuyện trong nhà khi còn nghèo thì vợ chồng kề vai bàn bạc còn giờ đây cô ấy tự quyết hết rồi thông báo cho tôi biết sau sáng sớm cô ấy trang điểm lộng lẫy rồi lái xe đi làm sau đó lại tiệc tùng tụ tập bạn bè đến tối mịt tôi có góp ý là cô ấy nổi cáu nói những lời hết sức tổn thương. Tôi cũng chả nhớ vợ chồng tôi ly thân từ khi nào nữa. Từng ngày, từng ngày, cô ấy bào mòn hết sạch cảm xúc của tôi. Chuyện vợ chồng mà cô ấy ban phát theo kiểu bố thí thì tôi cũng chả cần. Với lại ngày xưa cô ấy nhìn dễ thương lắm. Còn giờ đây nhìn vào khuôn mặt đập đi xây lại toàn bộ của cô ấy. Tôi cứ sợ đi nhầm nhà mắt cắt, môi bơm, mũi độn, hai má sưng phồng như bị ong đốt vì bơm bô tốc gì đó. Nhiều lúc tôi cũng chán nản lắm, chỉ muốn tung hê hết cả rồi muốn tới đâu thì tới, nhưng nhìn hai đứa con lại phải cố. Hàng ngày đưa đi, đón về, rồi đưa từng đứa đến lớp học thêm, đã chiếm hết sạch thời gian của tôi. Thằng anh vừa học xong lớp 12 là cô ấy cho đi du học. Tôi lại tiếp tục chăm sóc con bé lúc ấy mới 8 tuổi thêm 10 năm nữa. Nó học đại học 4 năm thì tôi cũng đưa đón nó đủ 4 năm. 3 năm trước con gái tôi lấy chồng. Gia đình chồng nó rất khá. Con trai thì cô ấy mua nhà định cư hẳn ở nước ngoài và cũng lấy vợ. Có con. Tôi sống lầm lũi như người thừa cả tuần chả thấy mặt vợ nên tôi quyết định về quê. Cha mẹ tôi mất cũng lâu. Anh em ở mỗi người một nơi. Nhà thờ cha mẹ phải nhờ đứa cháu họ trông coi dùm. Tôi về sửa sang lại đôi chút là sống khỏe. Trước khi về tôi có nói chuyện với cô ấy và mời cô ấy cùng về. Cô ấy nhìn tôi như nhìn người hùng, rồi cười nhạo. Tôi nghĩ vợ chồng không còn tình vẫn còn nghĩa, nên vài tháng tôi về thăm cô ấy một lần nhưng rõ ràng cô ấy không cần đến tôi nên về sau tôi ở hẳn dưới quê luôn trước kia khi còn lo chợ búa cơm nước thì mỗi tháng cô ấy đều chuyển vào tài khoản cho tôi ba chục triệu giờ về quê tôi chỉ sống bằng lương hưu năm triệu nhưng tôi rất thoải mái vì nhà có vườn tôi trồng cây trồng rau nuôi gà vịt ăn không hết tôi còn gửi về sài gòn cho mẹ con cô ấy chiều chiều tôi mang cần câu ra sông gần nhà rồi bơi vài vòng về quê mới vài tháng mà tôi khỏe lên trông thấy hết bệnh cao huyết áp rối loạn tiền đình mất ngủ cách đây một năm tôi có hàng xóm mới em ấy ngày xưa học cùng trường với tôi dưới tôi ba lớp chồng em ấy mất sớm em ở vậy nuôi con trai ăn học thành tài đến khi con trai lấy vợ thì nghe lời vợ hắt hủi mẹ nên em buồn quá về quê ở với mẹ già cùng cảnh ngộ chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết em rất hiền lành nấu ăn ngon và rất chu đáo tình cảm chúng tôi lớn dần và khi thấy không thể sống thiếu nhau thì tôi về nói với vợ tôi và yêu cầu ly hôn để có thể đường hoàng bước tới với em. Câu đầu tiên vợ tôi nói là Anh tính chia của đền nuôi bồ à? Đừng hòng. Tôi nói thẳng là tôi ra đi chỉ mình không? Cô ấy gọi ngay con gái về. Rồi hai mẹ con thay nhau tổng sỉ và tôi. Đứa con gái mà tôi hết mực yêu thương. Chăm sóc từ miếng ăn tới giấc ngủ giờ nói vào mặt tôi những lời hỗn láo. Nó không cho tôi ly hôn để giữ thể diện cho nó trước nhà chồng. Vì vậy trong đơn ly hôn tôi chỉ ghi là không hợp nhau. Và cũng vì vậy ông đã tổ chức ba buổi hòa giải rồi mà vẫn không thành. Tôi đã 65 tuổi. Cũng không biết ông trời còn cho tôi được sống bao nhiêu lâu nữa. Nhưng tôi muốn được sống hợp pháp với người mà tôi thương. Cuộc đời em ấy cũng quá bất hạnh, không có lẽ cuối đời còn mang tiếng giật chồng. Đọc đến đây chắc ông cũng đồng ý với tôi là cuộc hôn nhân của tôi thực chất hữu danh vô thực. Tôi đã hết lòng chăm lo cho gia đình mình, nhưng đổi lại chỉ là sự coi thường của vợ. Sự thở ơ, ghẻ lạnh, hỗn hào của các con, còn rất nhiều bức xúc, cay đắng trong lòng nhưng tôi xin không viết ra hết vì chúng tôi giàu gì cũng đã từng là vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa không ở được với nhau đã khổ tâm lắm rồi tôi nhớ sau khi ba tôi mất mẹ tôi hàng năm trời cứ nhắc đến ông là khóc bữa ăn nào bà cũng dọn đủ chén đũa cho ông và mời ông về ăn cơm cùng bà tôi cũng chỉ mong về sau nếu tôi có ra đi thì có người nhỏ nước mắt thương xót tôi thực lòng tôi kính mong ông giải quyết cho tôi được ly hôn tôi xin trân trọng cảm ơn ông xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại